Chiếc máy bay có liên quan chính là một chiếc động cơ Beechcraft Ponenzer. Trên máy bay có phi công Bruce Jernan và hai hành khách khác là cha và đối tác kinh doanh của anh. Họ cất cánh từ đảo Andros ở Bahamas và bay về hướng Tây Bắc đến bờ biển Florida. Đó là ngày 4 tháng 12 năm 1970. Nếu bạn lấy một bản đồ rồi kẻ một đường thẳng nối từ đảo Bermuda với Puerto Rico, Miami và trở lại Bermuda, thì điều gì sẽ xuất hiện nhỉ? Vâng, một hình tam giác. Khu vực nguy hiểm này được biết đến rộng rãi vì đã nuốt chửng đến 2.000 tàu thuyền và 200 chiếc máy bay một cách bí ẩn trong nhiều thế kỷ qua. Máy bay của Bruce Jernan cũng nằm trong phạm vi này. Đây cũng là một chuyến bay như mọi khi mà Bruce đã thực hiện hàng chục lần rồi. Hành trình ấy được kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi và chưa từng gặp trục trặc hay hiện tượng bí ẩn nào cả. Tâm lý của phi hành đoàn khi ấy cũng chẳng khác gì những lúc bạn di chuyển đến sở làm đâu. Nhưng lần này lại khác. Họ phải đối mặt với những tình huống cực kỳ bất thường. Bruce điều khiển máy bay cất cánh và bắt đầu tăng độ cao. Ngay lập tức, những điều kỳ lạ đã xảy ra. Ở độ cao khoảng 300m, anh nhìn thấy một đám mây nhỏ phía trước. Nhưng nó cứ lớn dần lên. Không phải do máy bay đến gần hơn mà đám mây đang thực sự to ra. Bruce phải bay xuyên qua đám mây này và anh đã bay khỏi đó an toàn. Lại một đám mây bí ẩn nữa xuất hiện ở độ cao 3.500m. Đám mây này rất lớn, Bruce không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lại phải bay xuyên qua. Vì vậy, anh tập trung, hít một hơi thật sâu và rồi bắt đầu lái vào đó. Khi ấy, bầu trời xung quanh máy bay tối như đang đêm, không một tia nắng nào có thể lọt qua cả. Nhưng đây không phải là một đám mây bão, và trời cũng không mưa. Bruce bắt đầu lo lắng, và sau đó... Boom! Anh ấy thấy những tia sáng màu trắng. Chúng xuất hiện và biến mất nhanh như chớp. Nhưng chàng phi công biết rằng đây không phải là sét. Những ánh chớp sáng đến nỗi làm cả khoảng không xung quanh rực lên. Bruce tiếp tục bay thêm 30 phút nữa và nhận ra đó chính là đám mây mà anh đã bay qua khi mới bắt đầu cất cánh. Nhưng giờ đám mây có dạng hình trụ, còn máy bay thì đang bay qua tâm của đám mây này. Nó rộng khoảng 1,5 km và có vẻ như vô tận. Bruce đã nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ có thể thoát ra khỏi cái bẫy đó. Nhưng một phút sau, anh nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Anh giữ máy bay thẳng tiến và gần như thoát khỏi cơn ác mộng này. Nhưng đột nhiên, những điều không thể giải thích lại xảy ra. Đường hầm mây bắt đầu thu hẹp, những bức tường đang dần tiến lại gần máy bay. Các công cụ điều hướng bắt đầu nhảy lận xạ. Còn la bàn thì tự quay ngược chiều kim đồng hồ. Các thiết bị điện tử đều gặp trục trặc. Cứ như thể máy bay đang được vận hành bởi một thứ gì đó khác hoặc đang bay bên trong một dòng điện vậy. Mọi nỗ lực kiểm soát của Bruce đều là vô ích. Anh tiếp tục bay qua đường hầm đó. Anh đưa máy bay lên xuống với quyết tâm thoát ra khỏi đám mây để sống sót và kể lại câu chuyện này. Những bức tường cứ thu hẹp lại, rồi nhỏ dần và cuốn lấy nhau như một cơn lốc. Bruce không còn thời gian, anh phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. 20 giây tiếp theo là khoảng thời gian căng thẳng nhất trong cuộc đời anh. Nhưng sau đó, anh đã thoát ra khỏi cái bẫy sương mù. Sau này, Bruce kể lại rằng anh cảm thấy không có trọng lượng trong 5 giây lúc máy bay rời đường hầm. Những đám mây tan biến và máy bay giờ đang ở giữa một làn khói xám. Hai người đàn ông thở phào nhẹ nhõm. Anh lập tức cầm lấy bộ đàm và liên lạc với bộ phận kiểm soát mặt đất. Bruce muốn họ xác định vị trí của anh. Nhưng khi người điều phối viên nhìn vào màn hình màu xanh, khuôn mặt anh ta nhăn nhó vì bối rối. Máy bay của Bruce không hiện diện trên radar. Cứ như thể phương tiện này đang vô hình vậy. Nhưng sau đó, người điều phối cho biết máy bay đang thuộc không phận Miami. Bruce vô cùng sốc khi nghe thông tin này. Đây không thể là sự thật được. Quãng đường chiếc Beechcraft phải di chuyển là khoảng 400 km. Hãy nhớ này, cả chuyến đi thường mất khoảng 90 phút. Nhưng lần này, họ chỉ mất 47 phút để đến nơi. Hơn nữa, loại máy bay này chỉ có thể bay với tốc độ khoảng 290 km/h. Chỉ cần làm một phép toán đơn giản là ai cũng hiểu được điều này bất khả thi đến thế nào. Người điều phối chắc chắn đã nhầm. Nhưng khi những đám mây tách ra, Bruce thấy rằng đúng là anh đã bay qua Miami. Máy bay hạ cánh an toàn và đã đến lúc thử giải đáp bí ẩn này rồi. Chuyện gì đã xảy ra trên chuyến bay đó? Bruce kiểm tra lượng nhiên liệu còn lại và đồng hồ của mình. Sau một phép tính nhanh, anh lại càng thêm bối rối. Máy bay đã không dùng hết lượng nhiên liệu như mọi khi.
Bruce không thể sai. Anh là một phi công dày dặn kinh nghiệm. Khi được 20 tuổi, anh đã bay tổng cộng 600 giờ. Và anh cũng đã quen thuộc với vùng trời mà anh đã đi qua vô số lần này. Tất cả các bằng chứng có trong tay có vẻ như đang cho thấy rằng máy bay của Bruce đã nhảy cóc qua gần một nửa quãng đường. Chàng phi công đã nghĩ về sự việc kỳ lạ này trong một thời gian dài. Anh thậm chí còn tham khảo ý kiến của các giáo sư và chuyên gia, nhưng không ai trong số họ có thể đưa ra câu trả lời chính xác cho những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Vì vậy, anh đưa ra một giả thuyết của riêng mình và còn viết một cuốn sách về nó. Bruce nghĩ rằng nguyên nhân chính là đám mây mù nhiễm điện cùng những tia sáng trắng. Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng năng lượng tối là thứ đã gây ra hiện tượng nhảy vọt thời gian này. Vâng, chính là năng lượng tối đã gây ra sự giãn nở của vũ trụ. Năng lượng này có thể bẻ cong không thời gian tương tự như một lỗ đen và tạo ra cái đường hầm kỳ lạ đó. Bruce đã vô tình đâm vào, nhưng anh may mắn thoát ra được. Đó là lý do tại sao anh vào tiếp cận không phận Miami rất nhanh. Nhưng năng lượng tối chỉ là giả thuyết được đưa ra để cố giải thích cho điều không thể giải thích. Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa có câu trả lời chính xác đằng sau chuyện làm cách nào mà Bruce có thể bay được quãng đường nọ trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng có một số chi tiết đã được giải thích. Hồ sơ lưu trữ cho thấy có 84 vết đen mặt trời được ghi lại trong ngày hôm đó và một cơn gió mặt trời lớn thổi với vận tốc gần 700 km/giây. Điều này đã gây nên nhiễu động trong từ quyển trái đất và gây ảnh hưởng đến các thiết bị cũng như radar của máy bay. Vì vậy, giả thuyết của Bruce cho rằng anh đã ở trong một đám mây mù nhiễm điện có thể đúng. Còn về những đám mây kỳ lạ, vấn đề ở đây đó là chúng khá phổ biến trong khu vực này. Những vùng có áp suất thấp và cao liên tục va chạm nhau tại đây. Kết quả đó là những đám mây bão sẽ được hình thành. Có lẽ đám mây xuất hiện trước mắt Bruce chỉ đơn giản là hai luồng không khí lớn đâm vào nhau. Cho đến nay, vẫn chưa ai có thể giải thích làm thế nào mà máy bay lại đến Miami nhanh như vậy. Chà, có lẽ trong tương lai sự thật sẽ được hé lộ. Nhưng vào thời điểm này, đây vẫn là một bí ẩn nữa đến từ tam giác quỷ Bermuda. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là vụ việc gây sốc nhất ở khu vực này từ trước đến nay. Năm 1945, có tổng cộng 5 chiếc máy bay mất tích cùng một lúc trong khu vực tam giác quỷ Bermuda. Vào ngày 5 tháng 12, một số học viên phi công hải quân đang tập huấn trong khu vực này. Bài học của ngày hôm đó là điều hướng. Chớ trêu thay, họ không thể tìm thấy đường trở lại căn cứ và bị lạc. Nhiều người cho rằng họ đã hết nhiên liệu. Cũng có thể điều này đã dẫn đến sự cố, nhưng tình huống ấy rất kỳ lạ. Các học viên do một trung úy giàu kinh nghiệm đã có 2.500 giờ bay giám sát. Ông sẽ không thể để một nhóm người mới đi quá xa đến nỗi bị lạc như vậy được. Vụ việc này được gọi là chuyến bay 19. Cho đến nay, người ta vẫn còn tranh luận về nguyên nhân khiến sự việc ấy xảy ra. 3 năm sau, một máy bay thương mại kiểu phản lực đã bay đến Miami từ Puerto Rico và biến mất cũng trong khu vực vừa nói tới. Trên máy bay có 29 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn. Thời tiết thì cực kỳ đẹp trong suốt chuyến bay. Các chuyên gia tin rằng khi máy bay nằm cách bờ biển Miami khoảng 80 km, có thể nó đã va phải một cơn gió mạnh và bay lệch khỏi lộ trình. Nhiều năm sau, các thợ lặn tìm thấy một chiếc máy bay giống như vậy ở dưới biển. Nhưng vì nó thiếu một số chi tiết và thông tin đăng ký nhất định, nên không ai có thể xác nhận rằng đó là chiếc máy bay bị mất tích ở Miami. Một tháng sau, tức là vào tháng 1 năm 1948, một máy bay khác đã mất tích ở Bermuda. 25 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn biến mất tại đâu đó giữa Azores và Bermuda. Bí ẩn về sự biến mất của chiếc máy bay này, cùng với vô số phương tiện khác, vẫn chưa có lời giải đáp.